Em xin kính chào các bác nhé. Em hôm nay lên giới thiệu đến các bác nhà mình những cái dòng lan rừng rất là đẹp trong cái phiên video ngày hôm nay. Kính mời các bác nhà mình ghé qua like và ủng hộ cho bên nhà vườn chúng em nhé. Các bác mua hàng gì mình có thể gọi điện trực tiếp số điện thoại bên em là 0385050491 để mua hàng ạ. Sau đây thì em sẽ quay chi tiết cụ thể từng đơn hàng các bác nhé. Thì của em ở đây, đầu tiên em lên chia sẻ các bác nhà mình đó là một cái cây hoàng nhạn 4N các bác ạ. Cây này thì bản lá mít xếp rất là đẹp các bác nhé. Cây này của em thì có cái mã số là E8. Đó, cái dòng này lớn rất là nhanh, khỏe các bác ạ. Mã số E8 hoàng nhạn 4N. Cây này đầu tiên thì em sẽ chia sẻ các bác nhà mình là 350.000 các bác nhé. 350 cho cây 4N này ạ. Đấy, bác nào sưu tầm được cây này thì mình đấy, ủng hộ cho em gái nhé. Rất là đẹp các bác ạ. Rồi, tiếp theo đây thì em sẽ lên chia sẻ các bác nhà mình đó là một cái chậu chồn tím của Lai Châu. Đây là chồn rừng các bác ạ. Em cũng còn có một chậu này thôi. Chậu này thì em chia sẻ các bác nhà mình cái mã số của chậu này là A2. A2 với giá bằng 280 các bác nhé. Cho một chậu chồn tím rừng của Lai Châu. A2 với giá bằng 280.000 ạ. Đó, rồi em chuyển cái mã tiếp theo lên chia sẻ các bác nhà mình. Đây là một chậu cửu, cửu bảo tiên lai với mặt trời Bangkok ạ. Chậu này được 2 cây. Nó là cửu lai các bác nhé. 2 cây này thì rất to và đẹp. À, em lên chia sẻ cái mã cửu này đó là mã K24, mã số K24 cửu bảo tiên lai mặt trời Bangkok. Chậu này em lấy các bác nhà mình 300.000 thôi ạ. 300k các bác nhé. Rất là đẹp. Tiếp theo thì em có chậu mặt trời Bangkok. Chậu này thì cây rất là lớn. Thì em cũng còn 1-2 chậu nữa là hết rồi. Các bác nhà mình có thể ngắm giúp em này. Cây lớn các bác nhé. Đây là mặt trời Bangkok. Cây này cái giống này là giống, nói chung size này là size lớn nhất trong các dòng mặt trời Bangkok nhà em. Đấy, nói chung là trong các vườn đi, các nhà vườn đi ạ, thì cũng chắc là không có nhà nào có cây mặt trời Bangkok nó lớn như này đâu các bác ạ. Đây ngồng hoa của nó thì nó mới tàn hoa nhé. Dòng này 1 năm được 2-3 lần hoa. Hoa rất là size bền. 2 cây to đẹp. Em thanh lý nốt cho các bác nhà mình chậu này, thanh lý nhé. Mã số E2. Mã số E2 với giá 470.000 cho 2 cây này. Thanh lý nốt ạ. Còn 2 cây này trước, cái loại to này bán 1 cây đã với giá 800.000 rồi đấy. E2 470 các bác nhé. Ở đây thì em còn một cái chậu này là chậu kiều tím yên tử. Kiều tím yên tử em còn có một chậu này thôi các bác ạ. Chậu này thì nói chung là thôi em thanh lý nốt cho các bác nhà mình lấy giống về để trồng. Chậu này em lấy cho các bác nhà mình 250 kiều tím yên tử nhé. Thanh lý các bác nhà mình lấy cây giống về để mình trồng. Còn vì cái cây này là vừa rồi em để trong chỗ bóng, nó cũng bị rụng lá mất một vài ngọn như này này. Rụng lá mất một vài ngọn. Còn trước kiều tím yên tử là những chậu này ấy, người ta bán theo thân, mấy trăm nghìn một thân đấy các bác ạ. Chuẩn hoa đảm bảo nhà mình kiều tím yên tử 100% nhé. Chậu này em lấy các bác nhà mình mã số là E9. E9 với giá 250. E9 là 250 các bác ạ. Tiếp đây thì em lên chia sẻ các bác nhà mình một chậu đó là mã số A3 này. À E3 các bác nhé, mã số E3. Chậu này là chậu nhạn, nhạn A3 hoa vàng lưỡi trắng, là dòng nhạn va các bác ạ. Dòng nhạn va rất là đẹp. A3 hoa vàng lưỡi trắng, chậu này của em thì có cái mã số đó là E3. Em lấy các bác nhà mình cây này 230.000 thôi, 230.000, mã số E3 các bác nhé. Tiếp đây thì em sẽ lên chia sẻ các bác nhà mình đó là một chậu sơn thủy tiên. Đó, chậu này thân tơ nhiều và nói chung là chậu này toàn thân tơ, to đẹp lắm các bác ạ. Sơn thủy tiên, cánh vàng họng nâu đỏ, chậu này toàn thân tơ. Chậu này có mã số là B43. Mã số là B43 các bác nhé. Sơn thủy tiên em chia sẻ 330 chậu to này, 330.000, tác phẩm đẹp đấy các bác ạ. Mã số là B43. Cánh vàng họng nâu đỏ. Rồi tiếp đây thì em sẽ lên chia sẻ các bác nhà mình một vài cây 4N bản lá Mitsu này. Đây. Em có mấy cây mà gọi là VIP tác phẩm đẹp các bác nhé. 4N bản lá Mitsu đây, như các bác nhà mình có thể ngắm giúp em. Cây rất là đẹp này. Đây các bác này. Cây 4N bản lá Mitsu các bác nhé. Hoàng nhạn 4N bản lá Mitsu. Những cái hàng này em bán, nói chung các bác đi sưu tầm nhà khác các bác sẽ biết là nó không rời giá 680 cho một cây đâu. Bản lá to tròn ngắn đẹp các bác nhé. Mã số E10. Em lấy các bác nhà mình cây này với giá bằng 500.000 thôi. Cây này rất là đẹp luôn. Các bác đi mua cây này nhà vườn khác phải 680 các bác ạ. Bản lá Mitsu đẹp như này các bác nhé. E10 với giá là bằng 500k cho cây này. Em chuyển qua đơn tiếp theo này. Cây này mã số E11. Lá này các bác ngắm đi. Nói chung là nó quá đẹp các bác ạ. E11 nhé. Nó vàng lá chân này. Nói chung là nó ăn nắng nhiều quá. Nó có màu hơi ngà vàng, ngà vàng. Cái độ hơi ngà vàng cái lá chân này. Bản lá này. Các bác nhìn cặp lá xếp này, siêu đẹp các bác ạ. E11 các bác nhé, cây này thôi em lấy các bác nhà mình này. Lá siêu ngắn, to, xếp rụt, đẹp, hoàng nhạn 4N, bản lá Mitsu. Cây này thì em chia sẻ các bác nhà mình với giá bằng 480.000, mã số E11. E11 các bác nhé, đấy để em chuyển đơn.
Em là một là 480, cây này đẹp quá. Lá, cái khoảng cách lá nó rất là dày nhau, nó xếp rụt, nó đẹp. Tiếp theo cây này em lên chia sẻ các bác nhà mình, cây này mã số E12, các bác ngắm đi này. Lá này các bác nhìn mê chưa ạ? Nói chung là nhìn cái vẻ đẹp này nó u mê lắm các bác ạ. 4N bản lá Mitsu các bác nhé. Cây này thì đây, các bác nhà mình ngắm đi. Mã số E12, hoàng nhạn 4N bản lá Mitsu, cây này em chia sẻ các bác nhà mình 550. Rất là đẹp các bác ạ. Đây mới chuẩn là những hàng su các bác, Mitsu nó phải như thế này mới là Mitsu này. E12 là 550 các bác nhé, cây này nhé. Đơn này bác là sưu tầm được thì mình nhắn giúp em. Rồi em xin mời các bác nhà mình. Đó, để em qua đơn tiếp theo nhé. Rồi ạ, cây tiếp theo nên chia sẻ các bác nhà mình, đó là một cây hoàng nhạn tháng 8, hàng rừng cam các bác nhé. Chậu này cũng rất là nhiều lá, nói chung cặp này cũng rất là nhiều cặp lá và cây nó cũng đẹp các bác. Cây này không bị lỗi gì đâu các bác nhé. Mã số C22, C22 thì em sell nốt các bác nhà mình cây này với giá bằng 800.000. Mã C22 800k các bác nhé. 800k cho cây này. Mã số C22 em xin mời các bác 800.000 cây này ạ. Hoàng nhận tháng 8 hàng rừng cam C22. Cây tiếp theo em lên chia sẻ các bác nhà mình, đó là một cái tác phẩm gọi là siêu phẩm ạ. Siêu phẩm các bác nhé. E1, mã số E1, đó là một cái cây Koki. Như cái chậu Koki, cái dòng tác phẩm này thì em chỉ có mấy chậu thôi. Thì cái chậu hôm qua em lên like thì khách đã chốt rồi. Chậu hôm qua cũng 750.000 thì khách đã chốt rồi. Hôm nay em lên tiếp cho các bác nhà mình một chậu tiếp theo nhá. Rất là VIP, đẹp các bác ạ. Bản lá các bác ngắm đi. Nói chung là lá Mitsu, lá siêu to đẹp đấy các bác ạ. Chất lá nó quá tuyệt vời luôn, không có điểm chê cả nhà mình nhá. Thân cây nó to đẹp các bác này. Hàng đã nuôi thuần vườn. Mã số cây này là mã số E1. E1 các bác nhé. Chậu này là chậu Kurat Koki giống xưa, hai cây. Cây này các bác đi mua ở ngoài, bản lá to như thế này, dày đẹp như thế này á, 700-800 nghìn mới mua được một cây các bác ạ. Này, Koki xưa đấy các bác, hàng chưa qua lai tặng, bản lá siêu đẹp. Mà hoa dòng này cũng không có điểm chê các bác nhé. Mã số E1 hôm nay em lấy các bác nhà mình chậu này hai cây cũng 750 thôi. Hai cây 700k các bác nhé, 750.000. Hai cây là 750.000 các bác nhé, mã số là E1. E1 ạ. E1 các bác nhé, hai cây này là 750.000 cho cái chậu Koki VIP này, Kurat Koki giống xưa nhé. Ở đây thì em có một cái chậu 5 anh trắng Phú Thọ. Chậu này của em thì có cái mã số đó là Q31, mã số Q31. Giờ rẻ quá các bác ạ, 5 cánh trắng Phú Thọ nhé, vừa ki vừa hoa này. Mã số Q31 lấy các bác thì mình 250. 250.000 các bác ơi, 250.000. Đó, bác là sưu tầm được thì mình nhắn giúp em. Mã số là Q31, 5 cánh trắng Phú Thọ. Tiếp theo đây thì em sẽ lên chia sẻ các bác nhà mình, đó là một chậu tam bảo sắc hoa vàng, chuẩn hoa vàng luôn ạ, bản lá rất to đẹp. Một chậu cuối cùng hoa sắp tàn rồi, chuẩn hoa vàng các bác nhé. Được 3 cây, chậu này được 3 cây. Mã số A29, em lấy cho các bác nhà mình 550 nốt nhé. Bản lá to đẹp đấy ạ, bản lá xếp đẹp như này. Tam bảo sắc hoa vàng, nói chung là còn một chậu cuối cùng em lấy cho 550. Mã số A29 ạ. Mã số là A29 á, chuẩn hoa vàng cho các bác nhà mình bảo hành giống 100%, cây rất là đẹp và khỏe nhé. Bác lấy đơn này mình chốt giúp em, tam bảo sắc hoa vàng, giá có 550 đó ạ. Rồi em chuyển đơn tiếp theo nhé. Để em sẽ lên chia sẻ các bác nhà mình một cái chậu kiều, mã số A54 các bác ạ, kiều tím Tây Nguyên. Chậu này thì rất là đẹp các bác này, toàn lá mít đây này các bác này, kiểu tím Tây Nguyên cả nhà mình nhé. Chậu này thân tơ nhiều lá mít đẹp, chậu to lắm. Rồi em sẽ bên cho các bác nhà mình ngắm chậu này, một chậu kiểu tím Tây Nguyên rất là to đẹp các bác ạ. Chậu này của em có cái mã số đó là A54, rất nhiều thân, thân to đẹp lắm các bác ạ. Đây này, thân của nó rất là mập các bác nhé, kiểu tím của Tây Nguyên ạ. Mã số em chia sẻ là A54, giá 1.1 triệu các bác nhé, 1.100.000 ở chậu này. 1.100k cái tác phẩm này rất là to. Em xin mời các bác là sưu tầm được tác phẩm này, mình liên hệ cho em gái theo số điện thoại em để trên màn hình để mua hàng, 1.1 triệu nhé. Tiếp theo đây thì em sẽ lên giới thiệu các bác nhà mình, đó là một dầu tam bảo sắc hoa trắng, trắng tinh các bác nhé. Đây là dòng hoa trắng tinh đó, hoa trắng tinh các bác nhé. Dầu này được 3 cây tam bảo sắc hoa trắng, em lấy các bác nhà mình là 580.000, 580k các bác nhé. Đơn này của em thì có cái mã số đó là mã A56, mã số A56 chia sẻ các bác nhà mình dầu này với giá bằng 580.000. Hàng đã nuôi thuần vườn.
Mã số A56. Giờ này em chia sẻ các bác nhà mình với giá bằng 580.000. Chuẩn hoa tam bảo sắc hoa trắng tinh. Nhà dòng này dòng trắng tinh và năm nay đã có hoa rồi các bác nhé. A56. Em mời các bác. Tiếp đây thì em sẽ lên giới thiệu các bác nhà mình, đó là một giò coqui các bác ạ, coqui xưa. Giò này được 6 cây coqui xưa, em lai nhanh các bác nhé. Corat coqui giống xưa. Hoa tím dòng này rất là đẹp, hàng đã nuôi thuần ghép trên lũa các bác ạ. Đây, lá đây ạ. Đây từng cái cây coqui xưa nhà em nó như thế này ạ. Lá rất là to tròn các bác nhé. Corat coqui giống xưa. Giò này được 6 cây ạ, ghép trên lũa các bác ạ. Đây này. Thì nhà mình có thể ngắm giúp em, đây là cái dáng lũa để ghép trên cái giò coqui như này. Đấy, nó rất là đảm bảo các bác nhé. Corat coqui giống xưa 6 cây này em thanh lý các bác nhà mình 1.1 triệu. Các bác đi mua coqui xưa các bác biết rồi, giá một cây không có dưới 2 giá 280 đâu ạ. Đây 6 cây các bác nhân lên các bác sẽ biết là bao nhiêu tiền rồi. Em lấy các bác nhà mình 6 cây này với giá thanh lý là 1.100.000, mã số A52. Mã số A52 em chia sẻ với giá bằng 1.100.000 cho 6 cây. Ghép trên lũa, em xin mời các bác nhé. Rồi em chuyển qua đơn khác. Ở đây thì em có cái chậu mặt trời Bangkok này. Chỗ này rất là to đẹp. Mặt trời Bangkok các bác nhé. Chỗ này được 3 cây. Hoa khôn bông này tuyệt vời. 3 cây các bác ạ. 3 cây này to lắm. Em thanh lý nốt 600.000. 3 cây tính ra có 200.000 cây to này. Các bác đi sang tận Thái mua một cây to này cũng đã 600.000 rồi. Mà về người ta bán các bác nhà mình cũng phải đã phải 700.000 một cây to này rồi. Em lấy các bác mình cả chậu 3 cây này em thanh lý nốt, vì em cũng còn có một vài đơn nữa thôi. Em thanh lý nốt 3 cây này giá 600.000. Chậu này của em mã số B45. Mã số B45 là 600.000 các bác nhé. Mặt trời Bangkok, một năm được 2 đến 3 lần hoa. B45 600k. Rồi em chuyển đơn này. Đây em có một cái giò nhạn rất là to, hoa đang sắp tàn rồi. Hoa nhạn tháng 4. Ôi chậu này đẹp lắm các bác ạ. Đây là cây siêu to nhé. Chậu này to đẹp lắm các bác ạ. Hoa nhạn tháng 4. Chậu này của em có mã số là VIP 4 nhé. VIP 4 hoa này nó đang tàn rồi này. Em nay sale các bác nhà mình giá rẻ nốt nhé. Đây các bác nào nhà mình sưu tầm được cái tác phẩm này thì em xin mời. Tác phẩm đẹp các bác ơi. Em sale nốt được các bác nhà mình giá rẻ. Bác lên chỗ này mình nhắn giúp em nhé. Rồi em bê các bác lên thì các bác nhà mình cùng ngắm nào. Mã số VIP 4. Rồi rất nhiều cây. Hoàng nhện tháng 4 ạ. To như này các bác này. To như thế này luôn ạ. Bác trấn thủ vườn giò này thì rất là đẹp. Mã số VIP 4 nhá. To lắm các bác ơi. Em xin phép chia sẻ các bác nhà mình giò này. Em bán là bằng 2 triệu 6 đấy. Hôm nay em thanh lý các bác nhà mình giò to tác phẩm này với giá 1 triệu 8. Bác nào sưu tầm được cái tác phẩm này mình có thể lấy ủng hộ cho em gái nhé. Nhà em vừa đóng hàng xong nên là nó hơi bừa bộn. Giấy này, thùng này, các thứ vẫn lanh tanh bảnh tất đây. Các bác nhà mình thông cảm nhé. Vừa đóng xong nên là nó hơi bừa bộn một tí. Đây ạ, giò này siêu to. Bác nào sưu tầm giò này mà chấn vườn các bác ạ. Ngọn nào cũng to luôn các bác nhìn ngắm này. Ngọn lá mít này. Các bác ngắm này. Ngọn nào cũng đẹp các bác này. Tại vì hàng nuôi thuần lâu rồi ấy, ngọn nào nó cũng to đẹp mà giò này rất nhiều ngọn luôn. Em ghép vào một cái lũa bên trong ấy, đây là cái lũa này. Ở dưới là chậu nhá. Ở dưới là chậu như này. Nói chung là em thanh lý nốt cái chậu này cũng là to ấy các bác ạ. Em thanh lý nốt chậu này với giá là bằng 1.800.000. Bác nào sưu tầm được thì mình ủng hộ cho em gái nhá. Mã số của đơn này là mã số VIP 4. Bác nào sưu tầm được mình gọi cho em gái và chốt theo mã số là VIP 4, giò hoàng nhạn tháng 8, hàng rừng Buôn Đôn, hoa rất thơm và khuôn bông cực kỳ đẹp. Em lấy các bác nhà mình đúng 1.800.000, đây là giá em thanh lý sập sàn luôn. Nên là bác nào sưu tầm một cái tác phẩm này các bác ủng hộ cho em gái nhé. Dạo này là nói chung là nó nắng nóng nên là bán hàng nó cũng bắt đầu là ế ẩm, nên là em sẽ sell nốt và thanh lý nốt giá rẻ. Bác nào lấy được cái tác phẩm mình ủng hộ cho em gái nhé. Em qua đơn tiếp theo để mời các bác nào. Đây này, em lên chia sẻ các bác nhà mình một cái tác phẩm hồng á hậu các bác này. Nói chung là chuẩn hoa các bác nhà mình luôn các bác nhé. Bông cực kỳ là to luôn. Hồng á hậu các bác ạ. Các bác năm ngoái, em xin lỗi là 2 năm trước các bác đi mua chậu này. 3 năm trước các bác đi mua chậu này mấy trăm triệu. Đây này các bác nhìn thấy không ạ? Dây ki đây nhá. Cái thân này nó phải dài tầm 1,5 mét đấy các bác ạ. Thân này nó quá là dài. Không biết đến 1,5 mét. Không, chắc gần 1,5 mét, chưa được hẳn 1,5 mét đâu. Đây này. Đấy, bác biết là nuôi từ cái thời gian mà giá trị nó đắt nhất các bác ạ. Hồng á hậu các bác nhé. Chuẩn bông các bác, bông rất là to. Đây ki đây các bác nhà mình nhân giống ra. Bây giờ các bác đi mua ki lẻ người ta vẫn bán các bác nhà mình hơn 100.000 một ki hồng á hậu nhé. Ngày xưa đi mua chậu này mấy trăm triệu, bây giờ em bán các bác nhà mình chậu này 350.000. Bác là sưu tầm được cái tác phẩm này, mình lấy tác phẩm này. Đây là cái cỏ đấy, lâu rồi em còn không nhổ cỏ luôn này. Đấy, hồng á hậu các bác nhé, một cái tác phẩm rất là đẹp. Các bác nhà mình lấy về vừa có hoa để chơi chuẩn hoa, ki rất là nhiều, mầm gốc đang lên các bác nhé. Đó, em chia sẻ các bác nhà mình cái chậu này của em có cái mã số đó là mã bao nhiêu nhỉ?
A33. A33 với giá 350 tác phẩm này các bác nhé, A33 350.000. Cái chậu hồng á hậu này, em xin mời các bác nhà mình lấy về trấn thụ vườn các bác, đẹp lắm. Rồi em qua đơn tiếp theo nhé. Em lên chia sẻ các bác nhà mình một cái chậu cáo VIP các bác nhé. Chậu này thì đây, được một cây cáo lá nhân này. Các bác thấy không ạ? Cây này cây lá nhân này. Cây này cũng là cây lá nhân nhưng cây này lá nhân nhẹ, cây này nó chưa được nhân nhiều. Cây này cũng là cây cáo lá nhân này. Đây bắt đầu đi nhân các bác nhá. Giò rất to các bác ạ, giò VIP tác phẩm các bác nhé, một giò cáo tác phẩm rất là đẹp, trấn thủ vườn, cáo đỏ Bắc Cạn. Giò này của em có mã số A11. A11 các bác nhé, một giò cáo VIP tác phẩm. Em sẽ bê lên để mời các bác nhà mình cùng ngắm cái tác phẩm này, toàn giò toàn cây to các bác ạ, A11. Chậu này to lắm, chậu này có đường kính chậu khoảng tầm vào hơn 50 cm. Đây cả nhà mình ngắm giúp em nhé, đứng đây khoảng nó lóa, bóng đèn nó sáng nó chiếu vào lóa. Một giò cáo VIP các bác ạ, tác phẩm. Em chia sẻ các bác nhà mình cái giò này, siêu tác phẩm luôn, to lắm các bác ạ. Đây chậu thì vào cái chậu sen to như này các bác này. Nên là mình thoải mái chơi nhé các bác nhé, chậu to lắm ạ. Một giò cáo, cáo đỏ Bắc Cạn mã số là A11 các bác ơi, A11. Giò này em chia sẻ các bác nhà mình với giá, hôm nay em sell nốt nhé, giò này em bán 1.900.000 ạ. Bây giờ em sell nốt các bác nhà mình giò này với giá là bằng 1.650.000. 1.650.000, còn các bác đi mua giò to này ở ngoài các shop ở bên ngoài ta bán thì không dưới giá 3 triệu đâu ạ. Giò này siêu to các bác ạ, to lắm, đẹp lắm ạ. Đó, em lấy các bác nhà mình giò này với giá là bằng thanh lý nốt trong buổi live ngày hôm nay 1.650.000 cho bác nào sưu tầm cái tác phẩm đẹp để trấn thủ vườn ạ. Mã số là A11, em lấy cho 1.650.000 cho tác phẩm này, em xin mời các bác nhé. Đấy, bác nào hôm nay hoan hỉ xem được cái bài like của em, muốn sưu tầm những cái tác phẩm đẹp mà giá nó hợp lý rẻ thì các bác nhà mình qua like ủng hộ cho em gái nhé. Nói chung là tác phẩm ở đây nhà em mình chia sẻ các bác nhà mình toàn những giò lan đẹp thôi. Đấy, có những giò lan VIP to như này, giá các bác đi mua ngoài thị trường em nghĩ là không dưới 3 triệu đâu, mà em lấy các bác nhà mình ở đây có 1.650.000 thôi. Đó, em xin mời các bác nhé. Đó, em qua đơn tiếp theo. Em lên chia sẻ các bác nhà mình một cái giò quế rất là to các bác nhé. Quế tháng 8 Hòa Bình đang chuẩn bị mùa hoa các bác ạ. Hàng ghép chân lũa các bác nhé, quế trắng tháng 8 Hòa Bình. Đó, đang chuẩn bị mùa hoa rất là nhiều ngọn các bác ạ. Đây ạ, quỳ trắng tháng 8 các bác nhé. Rồi, rất là nhiều ngọn, hàng ghép trên lũa, rất là to các bác ơi. Đấy, bác nào sưu tầm cái tác phẩm quỳ tháng 8 này thì vào xem like ủng hộ cho em gái nhé. Quỳ trắng tháng 8 ạ, ghép trên lũa ạ. Giò này đây, em hạ xuống cho các bác nhà mình cùng ngắm. Một giò quỳ trắng tháng 8 các bác nhé. Giò này của em thì chia sẻ các bác nhà mình, giò này của em có mã số đó là E15. E15 các bác ạ, giò này siêu to đẹp luôn đấy. E15 cả nhà mình ơi, tác phẩm này em sẽ chia sẻ các bác nhà mình E15 quế trắng tháng 8. Đây là quế các bác ạ, giá là 2.500.000 các bác nhé, 2.500.000 tác phẩm này, 2.500.000 các bác ạ, ghép trên lũa rồi. Giò rất là to năm nay, hứa hẹn năm nay sẽ được một mùa hoa rực rỡ. Giò này ghép nuôi thuần tại vườn, năm nay sang năm thứ 8 rồi, mẹ để con rất là nhiều. Mã số là E15 với giá là bằng 2.500.000 cho giò này, to đẹp lắm, em xin mời các bác nhé. Và bác nào sưu tầm được cái tác phẩm này để trấn thủ vườn thì mình có thể alo cho em gái theo số điện thoại em để trên bài like để mua hàng. Đó, em xin mời các bác nhé. E15 2.500.000, to quá. Rồi cất đi anh. Tiếp theo thì em sẽ lên giới thiệu các bác nhà mình một cái dề cù lao đỏ. Nhìn bên ngoài nó đẹp lắm các bác ạ. Hàng nói chung là hàng một dề các bác nhé, đây là hàng nuôi thuần một dề, nó cũng phải mất 6 đến 7 năm mới được một dề nó nhiều ngọn và to như này các bác, cả một búi đấy các bác ạ. Này các bác nhà mình về ghép lũa thì rất là đẹp nhá, ghép trên lũa các bác ạ, tác phẩm một dề cù lao đỏ hàng nguyên bản đấy ạ, dề này đẹp lắm. Bác nào sưu tầm một cái tác phẩm này nhá, hoa này màu đỏ và lưỡi màu hồng các bác ạ. Em xin phép chia sẻ các bác nhà mình giờ này có mã số là A55. A55 giò này em lấy cho các bác nhà mình là 430 nhé. Giò này trước bán 680 đấy, gần 700.000 cả một dề to như này. Bây giờ em thanh lý nốt cho với giá 450. Mã số là A55 các bác nhé, A55. Em xin mời các bác. À 430.000 đi, 430.000 nhá. Rồi em mời các bác đi. Bác nào sưu tầm được giò này mình ủng hộ cho em gái nhá. Đó, em quay một vài đoạn video ngắn như vậy thôi. Các bác sưu tầm được hàng gì các bác ủng hộ cho em gái và gọi điện theo số điện thoại bên em để trên màn hình để mua hàng nhé. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác trong phiên bán hàng của ngày hôm sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé.